Chào mọi người. Ở clip trước mình có làm lẩu tai heo ngâm nước mắm đó mọi người. Thì bữa nay nữa là mình đã làm được 7 ngày 7 đêm mọi người. Thì mình có đem đi chôn với mọi người để làm cho clip nó thêm phần hấp dẫn thôi, không phải là mình chôn vậy nó ngon hơn hay là nó dở hơn đâu. Thì mình chôn vậy để cho clip nó thêm phần hấp dẫn thôi. Giờ mình sẽ đi đào mà lẩu tai heo ngâm nước mắm của mình lên ha mọi người. Đào lên không được tới 7 ngày mình mới đào, bây giờ mình tìm lại. Tao coi cái màu mắm của mình nó đẹp không? Đây nè mọi người, nhìn màu cũng rất là đẹp đó mọi người. Bây giờ mình sẽ đem đi ăn ha mọi người, mình sẽ sắt ra mình ăn. Rồi, tắt đây. Bây giờ mình sẽ lấy lỗ tai heo ra mình sắt ha mọi người. Trời mọi người nhìn rất là ngon, dai. Mình thấy ngon á, mình thử một miếng mọi người thấy như thế nào. Quá tuyệt vời. Ngon giòn mọi người, ăn rất đậm đà luôn. Cái này là mình luộc chín đó mọi người. Thêm cái nữa. Cái này mình để ăn rất là lâu nha mọi người, mình để ăn hoài luôn á mọi người. Thì chúng ta mà lấy nước này ra, chúng ta nấu lại sôi rồi chúng ta để nguội, chúng ta đổ vô lại lần nữa thì chúng ta ăn hoài luôn, ăn 1-2 tháng luôn mọi người. Thì vào dịp Tết thì chúng ta làm món ăn này để ăn cho qua Tết luôn mọi người. Sắp thêm một cái nữa, mình sắp thêm một cái nữa mình chia cho mấy anh em ăn cơm luôn. Bữa hộ mình làm 6 miếng mọi người, mình sắp sắp 3 miếng rồi. Nó dính nhau rồi. Món này là bá cháy luôn mọi người. Thơm không? Lên luôn mũi. Sướng
thương yêu không ấy. Chuồng chuồng bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa quay 1 lít tao. Này món này là 1 lít được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đắp tỏi ớt để lên cho nó đẹp. Còn gừng nữa mọi người. Gừng nước chim nó rồi. Gừng này mình ăn rất là ngon mọi người, nó thấm đường mọi người. Ăn rất là ngon. Thì món này dịp Tết mình ngán mồi thì mình ăn món này là đúng bài luôn nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi dùng cơm thôi mọi người. Đi theo cô ấy luôn. Ôi, mâm mới tới rồi. Quá hấp dẫn. Ôi ơi. Miếng coi. Đầu tiên là lập. Không biết không phải là miếng vậy đâu. Ngọc thương miếng Ngọc nè. Mai con biết ăn. Hả? Con biết ăn. Miếng không ăn hả? Con không biết ăn. Thịt thơm miếng ăn. Trời ơi, lục chín rồi mà. Không thể nào như vậy được. Nếu mình tới đây xin kết thúc ha mọi người. Đây mình tới giờ dùng cơm với gia đình rồi. Mình xin kết thúc tại đây. Nếu mọi người thấy clip này hay nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho mình nha. Xin chào tạm biệt mọi người. Không có khả năng lắm. Vì mỗi khi